Chào bạn, mình là Nguyễn Công Trình và trong ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn là cái quy trình xét nghiệm ADN để làm giấy giấy khai sinh. Thì hiện nay cái nhu cầu xét nghiệm ADN để làm giấy khai sinh á, là một trong những cái thủ tục để xác định cái mối quan hệ huyết thống cha con với mục đích là pháp lý. Những trường hợp ấy, cần đi làm xét nghiệm ADN thì để làm giấy khai sinh ấy, thì mới có đủ những cái thủ tục hành chính để mà làm giấy khai sinh cho đứa trẻ. Một câu hỏi được đặt ra đó là xét nghiệm ADN để làm giấy khai sinh cho con có khó hay không? Và trường hợp nào cần phải xét nghiệm ADN? Và xét nghiệm ADN ở đâu thì mới có đủ cơ sở để giám định được nhà nước cho phép, đúng không? Thì hiện nay cái thủ tục làm giấy khai sinh ấy, bao gồm này, giấy chứng sinh là một này, giấy đăng ký kết hôn là hai này, hộ khẩu là ba này, chứng minh nhân dân là bốn này, và những cái tờ mẫu khai do phòng hộ tịch xã phường cấp. Vậy thì xét nghiệm ADN cha con là gì? Thì mình xin giải đáp cái vấn đề mà khách hàng băn khoăn trong rất nhiều năm nay, đó là trước hết chúng ta cần phải hiểu xét nghiệm ADN là cần phải có cái giấy chứng nhận huyết thống thì cơ quan thẩm quyền mới có thể hoàn thành được cái thủ tục làm giấy khai sinh cho đứa trẻ đó. Xét nghiệm ADN là một cái phương pháp đơn giản và chính xác nhất bằng việc phân tích ADN giữa hai cá nhân có nghi ngờ mối quan hệ huyết thống để xác định thông tin di truyền của họ. Thông tin di truyền của mỗi người được thừa hưởng một nửa từ cha và một nửa từ mẹ. Bằng cách so sánh các thông tin di truyền của họ với nhau thì sẽ xác định được cái mối quan hệ huyết thống với nhau. Vậy khi nào cần phải xét nghiệm ADN pháp lý? Đó là khi mà bạn sinh con, trước khi có giấy đăng ký kết hôn thì cần làm xét nghiệm để chứng minh nguồn gốc của đứa trẻ. Việc bổ sung tên bố, tên mẹ vào giấy khai sinh cho đứa trẻ trong trường hợp trước đó thì ví dụ như trong trường hợp trước đó là bạn để trống tên bố hoặc tên mẹ thì việc xét nghiệm ADN để chứng minh cha con, mẹ con là bắt buộc. Đứa con đã có giấy khai sinh đầy đủ tên cha và tên mẹ thì trong trường hợp này người cha này không phải là cha đẻ của đứa con thì việc xét nghiệm cha con với người cha đẻ trong trường hợp là cha sinh học ấy, là cần thiết để làm cơ sở thay tên cho cái người cha của con trong trong giấy khai sinh, đồng thời xin thay đổi họ họ cho con theo cái họ của người cha đẻ. Mẹ đã chết hoặc là bỏ đi thì người cha phải tự làm cái thủ tục giấy khai sinh cho con. Thất lạc nay tìm thấy nhau, muốn nhận cha hoặc là mẹ cho đứa trẻ thì cần phải làm cái thủ tục giấy chứng nhận cha hoặc là mẹ tại Ủy ban Nhân dân phường, quận, huyện, làm xét nghiệm ADN theo yêu cầu pháp lý của Ủy ban Nhân dân, lãnh sự quán hoặc là yêu cầu của tòa án. Trên thực tế thì không phải bất kỳ ai cũng nắm được cái thủ tục liên quan đến giấy tờ hành chính đâu, mà mọi thủ tục sẽ trở nên đơn giản nếu bạn thực hiện và thực sự hiểu về nó. Khách hàng thông qua tư vấn viên ấy, để được tư vấn kỹ càng, chính xác cái yêu cầu xét nghiệm ADN của mình. Các bước xét nghiệm ADN làm thủ tục pháp lý bao gồm bước 1 là tư vấn khách hàng đăng ký xét nghiệm ADN. Khách hàng thông qua tư vấn viên để được tư vấn kỹ càng và chính xác yêu cầu xét nghiệm ADN của mình về quy trình cũng như là chi phí, thời gian xét nghiệm ADN. Cái bước thứ hai là khách hàng và trung tâm xét nghiệm sẽ điền cái thông tin giấy yêu cầu xét nghiệm cho khách hàng. Trung tâm sẽ chụp ảnh chân dung những người cần yêu cầu xét nghiệm mà không phải là tự lấy hình khách hàng chụp. Trung tâm sẽ lấy dấu vân tay để làm cơ sở pháp lý. Phải có người giám hộ đi cùng là cha hoặc là mẹ hoặc là những người nuôi dưỡng của đứa bé đó
khi cần phải mang theo giấy tờ gốc, ví dụ là giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc là giấy khai sinh hoặc là giấy chứng sinh. Nếu người nước ngoài cần thì cần phải mang theo passport, tức là hộ chiếu hoặc là ID bản gốc. Trung tâm sẽ scan cái giấy tờ liên quan và trả lại cho khách hàng để hoàn tất cái thủ tục. Việc thu mẫu sẽ do nhân viên trung tâm trực tiếp thu, và có thể thu tại trung tâm hoặc là nhà của các bạn. Lập phiếu xét nghiệm và phiếu hẹn kết quả xét nghiệm cho khách hàng. Bước 3 là bảo quản mẫu và gửi đến cái trung tâm xét nghiệm. Sau khi lấy mẫu thì các mẫu sẽ đưa đến cái phòng vô trùng để chiết tách ADN. Các kỹ thuật viên sẽ thực hiện phản ứng BRC với nhân ADN đặc hiệu dùng để khuếch đại một đoạn ADN ngắn, giám định ADN và xác định xem là chúng có đúng là con của đúng là người con nhận cái ADN của người cha hay không. Và ở cái bước cuối cùng là bộ cái kết quả xét nghiệm ADN và thủ tục pháp lý hành chính, bao gồm như sau: gồm hai bản giấy kết quả xét nghiệm ADN có thông tin cá nhân này, có hình ảnh chụp tại trung tâm này, và một bản photo giấy tờ tùy thân, thông tin cá nhân của người cần xét nghiệm, hai bản hệ gen ADN cá nhân của từng người và được xuất ra máy giải trình tự gen, và kèm theo đó là hai bộ kết quả tiếng Anh nếu khách hàng là người nước ngoài. Như vậy mình vừa nói cho các bạn, mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái quy trình xét nghiệm, lý do chúng ta cần phải xét nghiệm ADN và trong trường hợp cần thiết. Đấy. Và các bạn lưu ý này, khi mà đứa con đã có giấy khai sinh đầy đủ tên cha hoặc là tên mẹ, nhưng mà người cha này không phải là người cha đẻ, thì việc xét nghiệm cha con với người cha đẻ là cần thiết để làm cơ sở thay tên người cha của con trong giấy khai sinh, đồng thời thay đổi họ theo cho con theo họ của người cha đẻ. Đấy, đó là những cái trường hợp mà mình lưu ý, mình nhấn mạnh lại. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo.